Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Đầu tư Tiền Điện Tử. Em là Phong đây, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một cái dự án mà trong buổi tối ngày hôm nay họ sẽ listing ở trên 5 sàn giao dịch lớn ở trên thị trường crypto cùng một lúc luôn nha anh chị nha. Bao gồm là Bybit, KuCoin, Gaia, Bitfinex và MSC Global. Và đối với cái dự án Karate Combat này thì nghe cái tên thôi thì anh chị cũng đã hiểu sơ sơ về cái dự án này là cái gì rồi đúng không ạ? Karate Combat là một thương hiệu quảng bá giải đấu karate chuyên nghiệp ở trên toàn thế giới nha chị nha. Và họ đã tổ chức những cái giải đấu bắt đầu từ cái tháng 4 năm 2018, có nghĩa là họ đã có một cái lộ trình làm rất là dài rồi. Và trong thời điểm hiện tại thì họ đang gọi là lấn sân qua thị trường crypto này. Và trong thời gian tới thì họ cũng sẽ có những cái ứng dụng để anh chị có thể là theo dõi những cái trận đấu này ở trên điện thoại được luôn nha chị nha. Và những cái trận đấu này thì nó như thế nào thì anh chị có thể là xem qua một cái đoạn video nhỏ nhỏ này ở đây. Thế chị thấy được là đây là những cái giải đấu karate, và đây là hai võ sĩ trong cái trận gần nhất mà họ đang đấu ở trên cái giải đấu Karate Combat họ mở ra nha anh chị nha. Và anh chị thấy được là cái sức hấp dẫn, cái sự thu hút của cái môn võ này á, thật sự là nó rất là lớn và nó thu hút được rất là nhiều người xem ở trên toàn cầu đó. Và đối với cái sự listing cái đồng karate này thì anh chị cùng em gọi là xem thử là cái dự án này nó có cái gì nha. Thì đầu tiên chúng ta hãy xem qua về cái ứng dụng ở trên web thời điểm hiện tại của họ. Thì như anh chị thấy được là chúng ta đã có hai cái sự kiện giải đấu gần nhất đây rồi. Và đối với những cái sự kiện này thì họ sẽ có rất là nhiều võ sĩ khác nhau. Và đối với những cái võ sĩ này sẽ có những cái hạng cân khác nhau ha. Ví dụ như là lightweight, middleweight và thậm chí là cả flyweight. Có nghĩa là họ sẽ chia ra những cái cặp đấu khác nhau trên những cái hạng cân khác nhau. Và khi mà anh chị nắm giữ cái đồng karate thì anh chị có thể là vote cho những cái võ sĩ mà mình yêu thích. Và khi mà võ sĩ nào thắng thì anh chị có thể là earn được một cái phần quà khi cái trận đấu nó kết thúc nha chị nhá. Và đối với phần token thì anh chị có thể thấy được là tổng cung họ sẽ cung ra tất cả là khoảng 110 tỷ cái đồng token. Và trong cái thời điểm mà listing ở trên 5 sàn giao dịch lớn thì họ sẽ cung ra chỉ tối đa là khoảng 4 tỷ 750 triệu thôi ha chị ha. Và sẽ có ở trên mạng lưới là Hedera và Ethereum. Thì đối với hai mạng lưới này thì nó đủ cái ứng dụng để sau này họ có thể là kết hợp và phát triển ha. Thì ở đây anh chị có thể là check qua những cái token ở trên những cái mạng lưới hiện tại mà cái dự án karate này họ đang phát triển, thì anh chị thấy được là những cái giao dịch chuyển đến những cái sàn giao dịch đã có ở đây rồi, để chuẩn bị cho cái việc là họ sẽ listing trên những cái sàn giao dịch này ha anh chị ha. Và đối với cái phần token ở đây thì founding team thì họ sẽ có là 37,9% và chỉ unlock 20% ở trong cái thời gian kỷ niệm 1 năm ra mắt cái dự án karate này. Và sau đó là họ sẽ unlock theo hàng tháng ở trong vòng 2 năm ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có những cái liên quan đến là những cái cộng tác viên thì là sẽ là 6,8%, nhà đầu tư giải đấu thì sẽ là 2,2%, fan và cũng như là những cái cố vấn thì anh chị thấy được là khoảng 1,8%. Rồi những cái vận động viên mà thi đấu cho Karate Combat sẽ được là 0,5%. Những cái hợp đồng sếp thiên thần thì anh chị thấy được là 0,8%, và cũng như là cái vòng bán trước khi mà listing là 30%. Tất cả những cái danh sách ở trong cái mục này là sẽ được khóa lại 1 năm và cũng chỉ là mở ra 20% ở trong cái thời điểm là kỷ niệm 1 năm thôi, cho nên là cái mức xả sẽ không có quá nhiều đâu anh chị. Rồi tiếp theo là những cái vòng được bán thì anh chị thấy được là 4,3%, thì họ sẽ unlock là 33% ở TGE ha. Rồi sau đó sẽ bị lock lại trong vòng 5 tháng và cũng như là trả dần dần trong vòng 19 tháng. Rồi cái tiếp theo là cái quỹ dự chữ của họ là sẽ dành cho việc là airdrop và cũng như là up only gaming, là khi mà anh chị chơi game mà anh chị thắng á, anh chị vote cho võ sĩ thì họ cũng sẽ trích một cái phần ở trong này ra để em có thể chia thưởng cho anh chị. Thì về mặt token thì em thấy là họ làm khá là chuyên nghiệp, và đối với cái mức lock 1 năm này thì thời gian đầu nó sẽ gọi là hạn chế đi cái vấn đề là bị xả token nha anh chị nha. Rồi tiếp theo chúng ta hãy xem qua về cái store của họ là họ đang bán những cái gì. Thì họ bán rất là nhiều cái trang phục và phụ kiện dành cho training karate ha, thì anh chị nào thích thì cũng có thể là order về được. Thì ở đây họ có bán một vài cái phụ kiện để mà có thể là tập luyện, thì anh chị nào đang theo cái bộ môn karate có thể là xem qua. Đây là cái găng tay tập luyện ha anh chị, không phải là găng tay thi đấu, thì nó cũng có giá là khoảng 66 đô, và chắc chắn đây là một cái hàng xịn đó anh chị, hàng xịn nha. Theo cái góc nhìn của em cũng là một người chơi thể thao thì đây là một cái hàng cũng khá là tốt đó. Thì đây cũng là một cái hàng khá là tốt ha. Thì anh chị nào thích những cái bộ đồ thể thao, những cái phụ kiện thể thao liên quan đến cái bộ môn karate này thì anh chị có thể là mua và chúng ta có thể là sử dụng nó ở trong cái việc tập luyện. Và nhìn chung qua thì anh chị thấy được là dự án này là một dự án mà họ có sự đầu tư, và trước đó thì họ cũng đã có tên tuổi ở trên thị trường rồi, và cũng như là bộ môn này nó kéo theo rất là nhiều viewer, cho nên là khi mà kết hợp với crypto thì họ sẽ kéo được thêm một cái lượng người rất là lớn ở cái bộ môn thể thao karate này vào trong thị trường crypto, và đó sẽ là một cái bước đệm khá là tốt dành cho thị trường crypto anh chị ha. Và trong xuyên suốt những cái sự kiện trong thời gian tới khi mà listing thì anh chị có thể là xem qua Bybit. Thì trong tối nay họ sẽ listing cái đồng karate này trên cặp là USDT, và cũng sẽ có cái phần thưởng khá là lớn là 100.000 USDT
cho cái chương trình sự kiện listing này nha anh chị nhé. Và để mà anh chị có thể là khám phá và cũng như là chúng ta kiếm được những phần quà, thì anh chị thấy được là chúng ta sẽ gửi tiền để kiếm những cái giải thưởng, thì anh chị có thể là sử dụng qua những cái mã thông báo này khi mà listing, anh chị swap cái đồng này và sau đó là anh chị chuyển lên trên Bybit, thì anh chị sẽ có cái cơ hội để nhận được là phần thưởng là 20 USDT. Thì anh chị nào phải nhanh tay nha, vì cái phần thưởng này nó cũng sẽ có giới hạn thôi, và ai đến trước thì sẽ được trước. Rồi cái sự kiện tiếp theo là khi anh chị trading cái đồng karate này thì anh chị sẽ nhận được phần thưởng ha. Đó thì từ 8 giờ tối 12 giờ trưa UTC là khoảng 8 giờ tối nay của Việt Nam á, thì họ listing ra thì anh chị có thể là mua ròng ít nhất là 100 USDT. Thì mua ròng là gì? Thì khối lượng mua ròng bằng cái khối lượng mua trên spot trừ đi cái khối lượng bán trên spot làm sao nó bằng con số là 100 USDT. Thì anh chị có thể là có cơ hội giành được cái phần thưởng lên đến là 500 USDT anh chị ha, rất là cao luôn. Thì để mà tham gia vào những cái chương trình này để nạp rút để mà trading thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách click vào cái đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này luôn ha. Thì vừa qua chúng ta vừa có một cái góc nhìn mới về một cái dự án mà em thấy là nó cũng rất là khả dụng và đối với một cái doanh nghiệp Karate Combat này, họ đã làm từ năm 2018 đến giờ rồi, thì việc họ bước vào thị trường crypto là một cái vấn đề em thấy là khá là nổi trội ở trong thời gian tới nha anh chị nhé. Và em sẽ tạm dừng video tại đây, và nếu như trong thời gian tới có những ứng dụng ở trên điện thoại thì em có thể là cập nhật và sử dụng thử và xem những giải đấu cho anh chị xem qua rằng là họ làm có tốt hay không nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.